Hello guys. Hello guys. Cô chào Nhàn. Cô chào bạn Công Thành nhá. Các bạn top fan của cô Phư đâu hết rồi ạ? Chúng ta có 1.700 bạn top fan. Đúng ạ. Thường xuyên coi cô Ma Phư. Còn lại là có khoảng tầm 500 bạn khác là fan bình thường. Đúng ạ. Thấy bài hay thì mới vô coi. Còn chúng ta có tới 1.700 bạn top fan. Đúng ạ. Các con ơi, tối nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục một tiết học livestream nữa cùng với cô Ma Phư nhá. Tiết ngày hôm nay sẽ là tiết học từ vựng. Chắc chắn là các con sẽ rất là thích đây. Đúng ạ. Tiết học từ vựng ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những cái từ vựng mở rộng cho chương trình Anh Văn lớp 12. Và đây sẽ là một cái tiết vô cùng là sát với kỳ thi của chúng ta, đúng không ạ? Những câu hỏi từ vựng các con rất cần. Cô thấy là có rất là nhiều bạn nói rằng là học từ vựng đi cô, con thích học từ vựng với cô. Bởi vì là khi học từ vựng với cô thì con dễ nhớ hơn, đúng không ạ? Ok nhá. Ơi, bạn Vũ Phượng hôm qua là mới thay avatar đúng chưa? Rồi, bạn Đỗ Ngọc Ánh. Bạn Đỗ Ngọc Ánh là comment hai lần mà vẫn không được cô đọc tên. Đúng ạ. Trời ơi, có rất là nhiều bạn comment cả trăm comment còn chưa được đọc tên đây nè. Comment hai lần là chưa được đọc tên là chuyện bình thường nha. Nhưng mà nay là bạn Ngọc Ánh đã có mặt chưa? Ok. Hôm qua cô thấy là cái tiết học về mệnh đề danh từ của chúng ta này, cô thấy là các con làm chưa được tốt lắm, đúng không nhỉ? Có rất là nhiều bạn nói rằng là làm phần này như kiểu là con lấy Casio ra để chọn đáp án, đúng không ạ? Vì rõ ràng là cái tiết ngày hôm qua của chúng ta là tiết ngữ pháp cũng là tương đối khó ha. Và vì thế cho nên là mình có những bài dễ, mình có những cái bài khó, bởi vì câu hỏi của chúng ta thì sẽ trải dài từ những câu hỏi nhận biết thông hiểu cho đến vận dụng và vận dụng cao. Vì thế cho nên là các con hãy đừng bao giờ quên một điều rằng là các con là học sinh của cô Phư. Học sinh của cô Phư thì chúng ta làm câu dễ cũng đúng mà làm câu khó cũng đúng luôn, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta mới có thể thi được những cái trường top cao, đúng không ạ? Nào, ở đây thì các con nhớ giúp cô đó là mình thật là chăm chỉ coi livestream, đồng thời là các con nhớ sở hữu thêm khóa học của Mai Phương nhá. Khi chúng ta có khóa học của cô Phư này và cộng với coi livestream hàng ngày đấy, thì chắc chắn là các cái trường top đầu là đang mở cửa để chờ sẵn là mời các con vô học rồi, đúng không ạ? Là các con biết rằng là học của cô Phư rất là hiệu quả, đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn nghiện coi livestream cô Phư. Nào, đây ai nghiện coi livestream cô Phư đây ạ? Rất nhiều bạn nghiện, đúng không? Cô thấy là có những bạn 2004 mà bây giờ coi là cũng đã thấy rất là thích rồi, đúng không ạ? Vậy thì ở đây thì chúng ta lưu ý giúp cô Phư nhá. Đó là phần học từ vựng này có rất là nhiều bạn chia sẻ với cô Phư đó là con cảm thấy con học từ vựng không hiệu quả, không có cách nào để học từ vựng hiệu quả ha. Thì chia sẻ với các con đó là chúng ta đang có một cái bộ flashcard online. Đó chính là cái bộ mà cô Phư đưa ra đặc biệt cho các con 2002 năm nay, được chưa? Các con 2002, 2003 nhá. Đấy, đăng ký 3 khóa học của cô Ma Phư đó là khóa Pro 3M, Pro M Plus và khóa cấp tốc. Thì sở hữu code của 3 khóa này chúng ta sẽ được tặng cái bộ học từ vựng flashcard online này, là một bộ cực kỳ là thú vị. Và cái bộ này sẽ giúp cho các con có thể học từ vựng rất là nhanh, rất là giỏi, được chưa? Cái flashcard này đặc trưng nó là như thế này, nó sẽ có mặt trước và mặt sau. Mặt trước thì mình sẽ được nhìn thấy từ và mình được nghe cái cách phát âm của cái từ đó. Mặt sau thì mình sẽ được xem nghĩa và ví dụ, dịch ví dụ ra tiếng Việt, nó rất là dễ học, được chưa? Mình học thì mình sẽ nhìn mặt trước, mình nghĩ xem là nó là cái nghĩa là gì, rồi mình lật mặt sau để mình học. Cứ như vậy, nếu như mình thuộc rồi thì sẽ có cái tính năng đó là mình tích là cái từ đó là từ mình thuộc rồi. Còn nếu như chưa thuộc thì mình sẽ tích là chưa thuộc. Buổi sau khi mình học lại đấy ạ, thì những cái từ chưa thuộc thì sẽ tiếp tục là sổ ra chúng ta để chúng ta học tiếp, được chưa? Nên là đây là một cái phần học rất là hay, nhưng mà không phải chỉ có thế nhá. Mình còn có những cái game. Những cái game ở đây là những cái game nhỏ nhỏ để chúng ta kiểm tra luôn từng cái set từ vựng đó đấy ạ. Thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn là ok, bây giờ mình có những cái từ như thế này thì chúng ta sẽ thử lựa chọn xem là nghĩa của nó là gì, hay là matching đấy, hay là lựa chọn đúng sai vân vân này khác. Là có rất là nhiều những cái game nữa các con nhá. Mình có những cái game nữa, đấy ạ, rất là hay. Vì thế cho nên là chúng ta hãy
kiểu gì cũng hãy thử cái bộ flashcard này giúp cô, đặc biệt là những bạn nào còn kém về từ vựng. Được chưa? Là những bạn nào mà tối nay là điểm mà còn chưa cao này, thì nhất định là chúng ta sẽ phải sở hữu cái flashcard này. Cái flashcard này thì không bán, chỉ tặng thôi ạ. Mà tặng đây là tặng cho những bạn sở hữu combo, các cái khóa combo của cô Phương. Đó, vì thế cho nên những bạn nào mà chưa có combo thì chúng ta có thể nâng cấp lên combo nha. Mình sở hữu VIP 90 là rất là tốt rồi ạ. Mình có thể nâng cấp thêm combo nữa. Và bây giờ cô đang cũng khá là hồi hộp, bởi vì là sang tuần là chúng ta sẽ bắt đầu khóa VIP 90 rồi, đúng không ạ? Đây là một cái khóa học thần thánh. Khóa này là một khóa mà cô đầu tư nhất từ trước tới nay. Đó, trong suốt cái hành trình đi dạy của mình, cô khẳng định rằng là VIP 90 năm nay sẽ là một cái khóa tốt nhất. Tất nhiên, nó chỉ tốt trong năm nay mà thôi, năm sau sẽ tốt hơn, đúng không ạ? VIP 90 của 2021 là sẽ hay hơn VIP 90 của 2020 nha. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa cái bài hôm nay. Cái bài hôm nay thì hy vọng là mạng đủ tốt để chúng ta có thể là tải hết các bạn top fan ở đây, đúng không ạ? Nên chúng ta cũng lưu ý giúp cô Phư đó là mình coi livestream nó rất là có hứng ha. Mình coi lại thì nó sẽ giảm bớt đi cái hiệu ứng của mình. Vì thế cho nên là cô vẫn muốn là các con coi livestream cùng với cô nữa, đúng không ạ? Nếu có những cái thông tin gì hay thì các con cũng sẽ là những người đầu tiên biết được, đúng không ạ? Cô thấy là có một số bạn đang học văn và học toán là bay qua đây học tiếng Anh với cô Phư, đúng không? Và vì thế cho nên là cô Phư cũng không để các con thất vọng đâu ạ. Rồi, bây giờ tiết ngày hôm nay thì mình sẽ học từ vựng mở rộng chương trình sách giáo khoa rất là sát. Ok, các con đã sẵn sàng chưa ạ? Bài ngày hôm nay gần như là kiểm tra lại kiến thức, những kiến thức mình học ở trong sách giáo khoa nhá. Thì chúng ta sẽ comment thật là nhiều giúp cô để cô xem là chúng ta đã nhớ kiến thức ở trong sách giáo khoa chưa. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Ok, các con yêu quý, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, Cultural Identity, đó là bản sắc văn hóa, đúng không ạ? Chúng ta có yêu bản sắc văn hóa của đất nước chúng ta không ạ? Có, đúng không ạ? Chắc chắn là phải yêu chứ, đúng không ạ? Người ta nói rằng là khi yêu thì cái gì cũng yêu mà, đúng không ạ? Vì thế cho nên là chúng ta hãy yêu tất cả những gì thuộc về đất nước của chúng ta, đồng ý không ạ? Đấy mới là tình yêu nhá. Tình yêu mà chỉ yêu cái đẹp thôi, không yêu cái xấu là không ổn rồi ạ. Nhưng mà tất nhiên là cái xấu thì chúng ta sẽ phải cố gắng thay đổi nếu như mình là một phần ở trong đó và mình có thể thay đổi, đúng không? Ok, đó. Cô thấy là có rất là nhiều các cái nhà thơ nhỉ, ví tình yêu quê hương đất nước mà lại ví như là tình yêu của chàng trai với cô gái đấy, yêu say đắm đến mức độ như thế, đúng không ạ? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiết học ngày hôm nay này. Chúng ta sẽ chữa những cái câu hỏi về từ vựng mở rộng đấy, từ vựng mở rộng nhé, của cái topic này trong chương trình Anh Văn lớp 12 Unit 5 Cultural Identity. Và nhiệm vụ của các con đó là chúng ta hãy comment giúp cô. Được chưa? Comment. Comment đi ạ. Comment đi. Nào, câu số 1. You shouldn't expect immigrants into an alien culture immediately. Ok? Thì câu này có nghĩa là bạn không nên mong đợi là những cái người nhập cư là có thể là gì đấy vào trong một cái văn hóa mà gọi là một cái nền văn hóa bên ngoài ấy ngay lập tức. Được chưa? Thế đây chúng ta có to assign mang nghĩa là giao việc, đúng không ạ? Assign có nghĩa là giao nhá, giao. Giao việc cho ai, phân công cho ai việc gì? Assimilate là động từ mình đã học rồi, đó chính là gì đấy ạ? Assimilate nghĩa là đồng hóa, mình học sách giáo khoa rồi đúng không? Đồng hóa nhá. Tiếp tục, associate thì có nghĩa là liên kết, đúng không ạ? Liên kết, cộng sự, cộng tác với ai. Và tiếp theo là assume có nghĩa là cho rằng là đúng nhá. Cho rằng là đúng. Được chưa? Vậy thì ở câu này mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? Bạn không nên mong chờ những cái người nhập cư ở đây là làm sao đấy ạ? Đồng hóa được vào, đúng không ạ? Cho nên câu này mình sẽ lựa chọn đáp án đúng sẽ là đáp án B, đúng rồi. To assimilate into an alien culture. Ok, đồng hóa. Câu này là một câu rất là giống trong sách giáo khoa của mình nhá. Vì thế cho nên là nó hoàn toàn có thể xuất hiện trong đề thi của các con. Rồi câu số 2 chọn đáp án gì? The women
gathered around the coffin and began to wail, as was the in the region. Ở đây có nghĩa là những người phụ nữ là tập trung quanh cái quan tài và bắt đầu là than vãn như là cái thông lệ ở trong cái khu vực này. Đấy ạ. Ở đây có hiện tượng đảo ngữ nhá. As was là cũng giống như là, cũng giống như là cái thông lệ. Thì thông lệ ở đây mình dùng từ gì? Habit, fashion, custom hay là manner nhỉ? Phong tục tập quán sẽ là dùng từ gì đấy ạ? Hãy dùng cho cô đáp án C nhá. Custom. Được chưa? Habit là thói quen, fashion là thời trang, custom là thông tục này, và manner đây là cách cư xử. Câu này mình sẽ nói về là cái thông tục. Được chưa? Cái thông tục ở trong vùng thôi. Đấy, như là cái thông lệ. Được chưa? Cái thông lệ của cái vùng này. Phép vua thua lệ làng này. Đúng chưa? Đấy nhá. Đây là the custom. Ok, câu số 3. Comment giúp cô câu số 3 đi ạ. Câu số 3 đáp án gì nhỉ? Rồi, chắc chắn là chúng ta ở đây sẽ là cultural gì ạ? Diversity, đúng rồi, có rất là nhiều bạn làm đúng này. Cultural diversity có nghĩa là sự đa dạng về văn hóa. Người ta không dùng từ difference, đúng không ạ? Difference là khác biệt. Change là thay đổi. Và alteration. Alteration có nghĩa là cái sự biến đổi ạ. Được chưa? Hả? Ăn từ cái động từ alter, thay đổi. Được chưa? Alter nó cũng giống như là change, so thật ra là những cái từ này giống nhau, nhưng mà ở đây sẽ là cái sự đa dạng mình đúng không? Does television adequately reflect the ethnic and cultural diversity of the country? Truyền hình liệu có thể phản ánh được một cách đầy đủ? Ở đây các con thấy người ta đang dùng cái trạng từ adequately, đầy đủ nhá, phản ánh đầy đủ nhá. Cái gì đây ạ? Cái sự đa dạng về văn hóa và sự đa dạng về sắc tộc của đất nước chúng ta hay không? Có thể đa dạng, có thể phản ánh được hết những cái sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc của 54 dân tộc anh em không? Đúng không ạ? Ok, thế còn câu số 4 đáp án gì đây? The school board strongly endorsed a curriculum that reflected a education. Nào ở đây chúng ta có động từ endorse. Động từ endorse của cô có nghĩa là tán thành. Được chưa? Đấy, tán thành một cái chương trình giảng dạy. Curriculum là chương trình giảng dạy ở trường các con nhé. Đấy. Thì ở đây sẽ là một cái chương trình giảng dạy ở trường mà nó phản ánh cái gì nhỉ? Phản ánh cái gì ạ? Cái từ endorse này của chúng ta còn mang nghĩa là chứng thực, đúng không ạ? Xác nhận hoặc là chứng thực. Có thể là mình sẽ nói là ở đây là tán thành, đúng không? Hoặc là mình sẽ dùng ở đây là tán thành mạnh mẽ. Ok? Đấy, tán thành mạnh mẽ một cái chương trình giảng dạy mà nó phản ánh một cái nền giáo dục làm sao ạ? Chắc chắn sẽ là nền giáo dục gọi là đa văn hóa. Ok? Nào, cái từ multi của chúng ta mang nghĩa là nhiều. Ở đây cô có từ multifarious thì mang nghĩa là phong phú. Ok, từ này mang nghĩa là phong phú này. Multipliable, một từ này nhìn hơi lạ một tí chú ạ. Nó sẽ đọc là multipliable nhé. Multipliable. Từ này mang nghĩa là nó được nhân lên gấp bội. Nhân lên gấp bội, đấy ạ. Đấy, multiply, multiply và multipliable là có thể nhân lên được, đấy ạ. Thế còn multiple của chúng ta thì sẽ mang nghĩa là nhiều, đúng không ạ? Nhiều hoặc là phức tạp. Thế còn câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D nhé. Multicultural có nghĩa là cái sự đa dạng về văn hóa. Đây là một cái nền giáo dục đa dạng về văn hóa. Được chưa? Đấy. Ở đây thì cô cũng đã có chuẩn bị sẵn cho các con cái bảng từ vựng. Đấy, liệt kê toàn bộ những cái từ. Thì cuối tiết ngày hôm nay thì cô sẽ giúp các con đọc lại các cái từ này cho thật chuẩn xác này. Và đồng thời là bộ này có con nào muốn xin tài liệu không ạ? À, tài liệu đẹp như thế này, đúng không ạ? Có hết các từ vựng trong tiết ngày hôm nay này. Đấy, thấy chưa? Đẹp như thế này. Có 82 từ thôi. Đó, 82 từ thực ra là còn chưa đủ hết đâu. Đúng ạ. À, có bạn nào muốn xin 82 từ này của cô Phương không? Có hả? Có thì chúng ta chỉ cần là một tin và một share thôi ạ. Là sẽ có tài liệu về tay ha. Rồi, bây giờ câu này sẽ là đáp án đi. Được chưa? Nhá. À, một nền giáo dục đa văn hóa. Multicultural. Rồi tiếp tục câu số 5 đáp án gì nào? With his speech, the president sought to the country. Là với cái bài phát biểu của mình thì cái ông tổng thống ấy đã tìm cách là thống nhất đất nước. Là thống nhất thì dùng từ gì? Từ match ở đây mang nghĩa là làm cho phù hợp. Reconcile có nghĩa là hòa giải. Thấy chưa? Hòa giải nhá. Hòa giải. Unify thì sẽ là thống nhất này. Và connect là kết nối. Đáp án đúng câu số 5 này của chúng ta sẽ phải là đáp án gì ạ? Thế là
unify. Ok, từ sought này chính là quá khứ của động từ seek, tìm kiếm ấy ạ. Tìm kiếm cái cách để làm gì đấy ạ? Thì đây sẽ là tìm kiếm cái cách để mà thống nhất đất nước, được chưa? Thì chọn đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Ok, câu số 6 đáp án gì các con nhỉ? If they are minded, they can learn about new cultures and hopefully gain a more accurate understanding about their way of life. Tức là nếu như họ cái gì đó thì họ có thể học được về những cái văn hóa mới và có thể là hy vọng là sẽ có được cái sự hiểu biết chính xác hơn về cái cách sống của họ. Được chưa? Về chính cái lối sống của họ thì ở đây mình sẽ chọn từ gì? Mình có một số từ đi được với minded và ở đây mình có một loạt từ đi với lại là minded. Ok, thì các con để ý giúp cô Phương này. Từ absent-minded thì sẽ mang nghĩa là đãng trí, đúng không ạ? Yeah. Từ absent-minded thì sẽ mang nghĩa là đãng trí, nhá. Từ narrow-minded thì nó mang nghĩa là đầu óc hẹp hòi, biến là từ narrow. Open-minded thì nghĩa là đầu óc phóng khoáng, không có thành kiến, đúng không ạ? Thế còn single-minded thì tức là đầu óc chuyên tâm, chuyên chú vào một cái việc gì. Ok, nào, lúc này ấy, là các con cần phải single-minded, nhá. Tập trung chuyên tâm vào một việc thôi, đó là việc học, chứ không phải là việc crush. Là nếu mà mình có việc học và việc crush là hai việc rồi, là mình không còn single-minded nữa. Mà nếu mà không single-minded thì cái kết quả của cả hai là nó đều không tốt đâu ạ. Được chưa? Đấy, nhá. Nên là bây giờ chọn đáp án đúng câu số 6 này sẽ là đáp án gì nhỉ? Nếu như họ gì đấy thì họ có thể học được về những văn hóa mới, tức là họ phải phóng khoáng, không có thành kiến nữa. Những người mà có thành kiến này, bảo thủ, bảo cựu thì làm sao mà có thể học được về văn hóa mới. Đáp án đúng câu số 6 này sẽ là đáp án gì nhỉ? Đáp án đúng câu số 6 này sẽ là đáp án C, đúng rồi. Open-minded, very good. Nào câu số 7, sao mà dài thế này? Dài, rất là dài, nhưng mà to be unfamiliar thì chắc chắn là sẽ đi với gì thôi ạ? Chắc chắn là sẽ đi với with, đúng chưa? Đúng rồi. Đó, câu này nhá, đó là những cái suy nghĩ, đúng không ạ? Và những cái lời dạy của các cái triết gia Trung Quốc, đấy, các cái nhà hiền triết nhá. Thì bây giờ có thể là vươn tới, có thể là đến được với những cái người sống ở các cái quốc gia, chẳng hạn như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Malaysia hoặc là Úc, là những cái người mà không có quen thuộc với lại là văn hóa Trung Quốc, không quen thuộc với ạ. To be unfamiliar with. Được chưa? Ok. Đó. Rồi nhá. Nào bây giờ mình sẽ cùng đến với lại là câu số 8. Câu số 8 đáp án gì? Nào, thay mặt cho những cái người trọng tài và các cái vận động viên, đúng không ạ? Thì ở đây là trọng tài là Hoàng Quốc Vinh và vận động viên bắn súng là Nguyễn Mạnh Tường thì đã tuyên thệ. Ở đây chúng ta có từ swore to an oath. Được chưa? À, tuyên thệ đây là gì? Tuyên thệ thì các con có biết cái cụm tuyên thệ trong thể thao này mình có từ gì không ạ? Nào, performance là cái màn trình diễn, sự biểu diễn, không phải nhỉ? Delegation đó là cái sự ủy quyền. Ok, participation tức là cái sự tham gia. Và solidarity là đoàn kết. Ở trong thể thao thì người ta hay tuyên thệ đó là đoàn kết, trung thực và thẳng thắn, đúng không ạ? Đoàn kết, trung thực và chơi đẹp đấy ạ, fair play. Nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án đi là hợp lý nhất về nghĩa, đúng không ạ? Đoàn kết, trung thực, đó, thể thao mà người ta sẽ hướng tới những cái ý như thế này, đúng không ạ? Đúng rồi, có rất nhiều bạn làm tốt nha. Có những bạn fan cứng của cô Phư là từ vựng tốt, rất là tốt, đúng không ạ? Nào, những cái từ vựng như thế này là chúng ta sẽ có trong một cái bộ flashcard online của cô Phư là nó sẽ có hết ha. Đúng không? Những cái từ vựng như thế này là mình sẽ có trong cái bộ flashcard online của cô Phương để cho các con học này. Đó, vì thế cho nên là những bạn nào mà đăng ký khóa học của cô Phương ấy là chúng ta sẽ được sở hữu cái khóa flashcard này, chắc chắn là sẽ vô cùng hữu ích cho chúng ta để học từ vựng. Và ở bài thi Trung học phổ thông quốc gia này thì muốn đạt điểm trên 8 đến điểm 9 và điểm 10 chắc chắn là phải học tốt từ vựng. Đúng không ạ? Nào, câu số 9 thì chúng ta đã đạt là gì? People are encouraged to their cultural identity. Ở đây là gọi là giữ gìn cái bản sắc văn hóa đây, đúng không ạ? Đấy, mình chọn đáp án đúng sẽ là từ gì để mang nghĩa là giữ gìn bản sắc văn hóa nhỉ? Cái từ gì để mang nghĩa là giữ gìn ạ? People are encouraged to. Mà cái to này, nếu mà dùng to thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ bớt cái ed ở đây giúp cô đi nhỉ? Vì to đây là to verb ấy, to verb ạ. Thì chúng ta sẽ không dùng những cái ed này nhá. Cho nên các con sửa lại giúp cô ở đây sẽ là preserve, sẽ là conserve, sẽ là maintain và defend. Được chưa? Nào, câu này đố con biết cái collocation của chúng ta là gìn giữ bản sắc văn hóa mình dùng từ gì ạ? Cái từ đúng nhất và sử dụng nhiều nhất trong đây nhá sẽ là đáp án C.
Đấy. Không có nhiều bạn biết câu này đâu, mà trong khi câu này rất là dễ thi này. Đấy ạ. Thực ra thì người ta cũng có thể dùng thêm cái từ preserve nữa, nhưng mà nó vẫn là ít dùng hơn cái từ maintain này. Đấy chưa? Đấy, nhớ giúp cô cái collocation đấy nhá. Maintain, giữ gìn bản sắc văn hóa, người ta hay dùng từ maintain nhất. Đó, ok chưa? Mọi người được khuyến khích là sẽ phải giữ gìn cái bản sắc văn hóa của họ. Ok, nào, rồi tiếp tục cho cô sang câu số 10 nào. Vietnam, successful hosting of the 22nd SEA Games is considered an example for other countries to follow, particularly in honesty, consistency and organizing methods. Nào, đây sẽ là gì đấy ạ? Đó là cái sự thành công trong việc đăng cai tổ chức của SEA Games 22 của Việt Nam ấy, là một cái ví dụ điển hình đấy ạ, cho các quốc gia khác noi theo, đúng không? Đặc biệt là tính trung thực, vững chắc và cái những cái khâu tổ chức, thì ở đây sẽ là một cái ví dụ tốt. Thì mình dùng từ gì ạ? Ví dụ tốt dùng từ gì trong số 4 từ này ạ? Ví dụ tốt mình sẽ dùng cho cô từ, đúng rồi, outstanding, đúng chưa? Outstanding. Đấy chưa? Bạn Vũ Trang làm đúng rồi đấy ạ. Outstanding có nghĩa là một cái ví dụ điển hình, một cái ví dụ xuất sắc. Đó. Festival chúng ta là lễ hội. Peaceful là bình an. Đó. Và energetic là mạnh mẽ thì không phải. Ok? Thì câu số 1 đáp án gì ạ? The Vietnamese people still follow the of giving lucky money to children during the Tết holiday. Nào, vẫn theo cái phong tục, cái phong tục đó là gì đấy ạ? Cái phong tục của chúng ta đó là vẫn là tặng cái tiền may mắn, đúng không ạ? Tiền mừng tuổi đấy cho trẻ con vào cái dịp Tết là một cái phong tục, đúng không ạ? Thì phong tục mình dùng từ gì lúc nãy mình có rồi nhỉ? Follow the custom. Ok, habit là thói quen, mình không dùng từ này đâu ạ. Còn manner đó là cách ứng xử, cách thức đấy ạ. Thì cũng không phải fashion, thời trang không phải. Đáp án đúng đây sẽ là phong tục, custom. Được chưa? Custom hoặc là tradition đều được. Ok, câu số 12. His belief God gave him hope during difficult times. Ok, nào, cái niềm tin, cái đức tin của một ai đó vào Chúa thì mang lại cho anh ta cái hy vọng trong những cái thời khắc khó khăn. Đó, thấy chưa? Và cái điều này là rất là đúng này, rất là đúng nhá. Những ai mà có đạo ấy ạ, thì cái đức tin của họ vào Chúa rất là lớn. Vì thế nên là vào những cái giờ khắc khó khăn đấy ạ, thì Chúa luôn luôn giúp đỡ họ. Cô Phư cũng là một người đã từng được trải nghiệm về Chúa. Và trong những cái lúc khó khăn nhất thì Chúa đã giúp đỡ cô Phư rất là nhiều. Ok, vì thế nên cô không bao giờ xấu hổ khi nói với người khác rằng là tôi có Chúa. Đấy. Nào, niềm tin đối với ai mình sẽ dùng giấy từ in, đúng không ạ? Đúng rồi, rất nhiều bạn làm đúng, tuyệt vời. Những câu nào dễ cái là làm đúng ngay, đúng không ạ? Những câu khó là chẳng qua là đen thôi, đúng không ạ? Đỏ quên đi, đúng không ạ? Rồi, believe đi với in nhé. Rồi, câu số 13. Áo dài, đúng không ạ? Kimono, sari. Sari là cái trang phục của người Ấn Độ, đúng không ạ? Là những cái gì đấy ạ? Những cái trang phục truyền thống. Nào, trang phục truyền thống thì mình sẽ dùng từ gì các con nhỉ? Trang phục dân tộc đấy ạ. Thì mình chọn từ gì ạ? Nào, national là thuộc về quốc gia, đúng không ạ? Local là địa phương. Ordinary là bình thường. Và personal là cá nhân. Thì chắc chắn đáp án đúng sẽ là đáp án A. Đúng rồi, đúng không ạ? Đó là những cái trang phục gì đấy ạ? Trang phục truyền thống. Ok, trang phục truyền thống nhá. Đó, sườn xám, kimono, sari, đúng không ạ? Nào, câu số 14 thì đáp án gì các con nhỉ? The site is currently being restored. Nào, cái khôi phục một cái địa điểm nào đấy, thường là những cái di sản văn hóa nó đang bị sập sệ đi ấy, thì khôi phục lại người ta dùng từ restore, được chưa? Nào, cái địa danh này thì hiện là đang được khôi phục lại và phát triển như là một cái nơi là di tích gì ạ? Di tích văn hóa, một cái di sản văn hóa, đúng chưa? Nào, di sản văn hóa dùng từ gì đây ạ? Dùng từ gì các con nhỉ? Cultural gì đấy ạ? Cultural will, cultural testament, cultural heritage hay là cultural inheritance. Nào, từ will là, từ này là danh từ mang nghĩa là ý chí, được chưa? Và chính là vì danh từ là ý chí cho nên là sẵn sàng làm gì, người ta dùng cấu trúc tính từ là be, to be willing to do something, được chưa? Là sẵn sàng làm gì đó. Và với cái từ will này nhé, là ý chí, và người ta còn hay nhắc đến một cái nữa, đó là ý của Chúa. Người ta dùng từ là God's will, đúng không ạ? Nên là những cái người có đạo ấy thì người ta nói rằng là tôi muốn làm mọi thứ là according to God's will,
Tôi muốn làm mọi thứ là theo ý Chúa. Có nghĩa rằng là Chúa muốn điều gì tôi sẽ làm theo điều đó, chứ không phải là làm theo ý muốn của riêng mình. Okay? I'm not doing according to my own will, but I will do according to God's will. Okay? Tiếp theo là testament. Testament thì thường sẽ mang nghĩa là một cái di chúc hoặc là chúc thư. Được chưa? Tiếp theo là heritage. Từ này chính là di sản này. Và vì thế nên là đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án C. Đúng nhỉ? Cultural heritage. Được chưa? Di sản văn hóa nhá. Thế còn inheritance nghĩa là gì đấy ạ? Inheritance có nghĩa là cái của thừa kế. Của thừa kế nhá. Của thừa kế. Ok chưa? Inheritance là của thừa kế nhá. Nào, trước khi sang một cái câu tiếp theo, các con có muốn cô Phư kể chuyện cho các con không? Khá là lâu rồi cô Phư chưa kể chuyện cho các con. Tự dưng nghe thấy cái từ thừa kế này, đột nhiên lại nghĩ ra một cái câu chuyện. Rất là muốn kể cho các con có muốn nghe không ạ? Cô Phư sẽ kể cho các con nghe câu chuyện này nhé. Câu chuyện này là một câu chuyện như sau này. Câu chuyện này là câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Và câu chuyện này ấy, thì nói về một cái người kia là có hai người con. Dạ. Thì cái khi mà đến cái gì nhỉ? Đợi cô một xíu ha. Nào để cô mở cho các con xem là cái bài đó. Là bài gì? Đây. Phần này là ở trong Kinh Thánh, là ở Luca. Luca ấy, chương sách là Luca nhé. À, chương 15 và cái câu 11 này. Đấy, có một cái chuyện như sau nhé. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha là: thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Và khi đã tiêu sạch của rồi thì trong xứ xảy ra một cái nạn đói lớn. Và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy cái vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ nó mới tỉnh ngộ và tự nhủ rằng: biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật, mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo với các đầy tớ: hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt con bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bấy giờ, người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Người đầy tớ thưa: em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng, nhưng anh thưa với cha: cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm, rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp: con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc và ăn mừng. Vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Đó, thì đây là một câu chuyện ở trong Kinh Thánh và nó liên quan đến cái từ, đó là từ inheritance, đó là phần tài sản thừa kế. Để tự dưng cô nhớ ra cái câu chuyện này là cô muốn kể cho các con, đúng không ạ? Đấy là cái từ inheritance. Cái câu chuyện vừa rồi các con có hiểu không ạ? Không hiểu đúng không ạ? Câu chuyện này nhá, thì khi mà cô học Kinh Thánh ấy, là phải học đó, đúng không ạ? Học mới hiểu. Còn những người mà chỉ là đọc sơ sơ thì sẽ chưa hiểu được. Kinh Thánh là như vậy, rất là sâu sắc và lời của Chúa thì có sức mạnh. Thì trong câu chuyện vừa rồi nói rằng là gì? Một người kia là có hai con trai và một người đi phung phí hết cái tiền được thừa kế của mình, đúng không ạ? Và ở cái nơi xa đấy nó nghĩ rằng là thôi, về nhà với cha và hãy xưng tội với cha, đúng không? Thì ở nhà cha là cái người hầu còn được ăn no mà mình ở đây thì lại khốn nạn thế này.
Đấy, tiếc nhớ lại cái sự lẽ ra là mình đã phải rất là sướng nếu như được ở nhà cha, đúng không ạ? Thì ở đây ấy, thì đây cũng chính là cái mối quan hệ giữa những cái người họ đi lầm đường lạc lối với lại là Chúa, đúng không ạ? Khi chúng ta đi lầm đường lạc lối đấy thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống, bị thương, bị mất tiền của, đau khổ dằn vặt vân vân, tất cả mọi thứ. Rồi cuối cùng mình mới nhớ lại rằng là gì, cái thời ngày trước của mình ấy là mình được đi theo con đường đúng đắn thì nó tốt như thế nào, và khi mình quay trở lại thì Chúa là rất là nhân từ, đúng không ạ? Khi mình quay trở lại với người cha của mình thì Chúa chính là cha của mình. Và vì thế khi mình chỉ cần mình xưng tội với cha thôi thì người cha sẽ tha thứ cho chúng ta. Và khi đó người cha thương chúng ta lắm, yêu chúng ta lắm, cho nên là từ đằng xa đấy, là người cha nhìn thấy đứa con trở về là đã rất là mừng rỡ và đi ăn mừng và cho con mình được ăn ngon và rất là tốt đẹp. Vì thế nên là trong cuộc sống này, bất kỳ ai mà đi lầm đường lạc lối, nhưng nếu như họ biết quay trở về với Chúa thì Chúa vẫn luôn luôn đón họ. Đó chính là cái tình yêu thương của Chúa. Được chưa ạ? Đấy, một cái lúc nào nữa sau này có thời gian nhé, cô sẽ kể cho các con thêm về cái phần thứ hai của câu chuyện này. Đó là tại sao cái người anh lại ghen tị với người em, và tại sao lại không nên ghen tị như vậy, đúng không ạ? Rất là hay nhé. Nhưng hôm nay cô chỉ kể đến đấy thôi ạ, vì cô sợ sẽ lãng phí thời gian của các con, cho nên là cô chỉ kể một chút thôi, đúng không? Những cái này thực ra rất là hay, bởi vì nó sẽ gợi mở tâm hồn của các con, cho nên là các con cũng sẽ học văn tốt hơn, đúng không ạ? Chứ không phải là mình không có một cái tác dụng gì khi mà cô Phương kể chuyện đâu, đúng không? Thì cô Phương kể chuyện thì luôn luôn là có một cái lý do để cô kể một câu chuyện nào đó. Ok, rồi bây giờ mình quay lại bài. Ở đây mình có từ inheritance là thừa kế, heritage, mình đi với từ cultural heritage là di sản văn hóa. Xong chưa ạ? Rồi câu số 15 thì dễ này. Contribute thì đi với gì rồi? Contribute thì đi với to, đúng rồi, đi với to. Được chưa ạ? Các con lại chậm hơn cô rồi. Contribute đi với to nhé. Nào ở đây là gì ạ? Thêm vào những cái lợi ích kinh tế, đúng không ạ? Thì những cái người di cư đấy ạ có thể đóng góp vào cái sự đa dạng văn hóa của cái đất nước, sự quốc gia sở tại của họ, đúng chưa? Và cũng chính vì thế cho nên là nước Mỹ đấy là cái quốc gia mà gì đấy ạ, có một cái sự đa dạng về văn hóa rất là lớn, vì châu Mỹ, nước Mỹ là cái nơi mà rất là nhiều người di cư sang, đúng không ạ? Ở châu Âu rồi là rất là nhiều các nơi đều di cư sang Mỹ. Và từ đó thì cái sự đa dạng về văn hóa và cái sự đa dạng về bản sắc của họ ấy khiến cho họ trở thành cường quốc số 1 thế giới hiện nay. Càng đa dạng thì sẽ càng có được những cái sự đột biến. Đó. Giả dụ như là bây giờ mình nói về cái từ diversity này nhá. Đó là gì? Nếu như các con làm một cái công việc gì đấy trong một cái nhóm người chẳng hạn, mà mỗi người trong một cái nhóm đấy lại có nhiều cái tài năng, người này biết nhảy, người kia biết về hội họa, người này khác lại biết về âm nhạc, người này rất là giỏi về quản lý, người khác lại giỏi marketing, thì cái team đó kiểu gì cũng sẽ có những cái đột biến. Ok chưa? Đó, cái sự đa dạng vô cùng quan trọng. Nào, bây giờ câu số 16 đáp án gì? Golfers tend to travel a lot and other cultures. Cái collocation của chúng ta ở đây đó là đi du lịch và trải nghiệm các cái văn hóa khác. Thì trải nghiệm dùng từ gì ạ? Chắc chắn sẽ là từ, đúng rồi, từ experience, trải nghiệm nhá. Acquaint là quen, làm quen. Experiment là thí nghiệm. Và learn là học. Nhưng câu này chọn experience, đó là vì đấy ạ, trải nghiệm từ những cái nền văn hóa, trải nghiệm. Ok chưa ạ? Rồi câu số 17 đáp án gì? Cheese and spinach pie is the traditional Greek gì? Nào, phô mai và bánh rau spinach, đúng không ạ? Thì là một cái món ăn Hy Lạp, gọi là món ăn truyền thống của Hy Lạp đi. Thì món ăn này mình sẽ dùng từ gì? Món ăn dùng từ gì? Nó cuisine thì sẽ là chỉ về ẩm thực, đúng không ạ? Nó sẽ là ẩm thực nói chung ạ, ẩm thực và nói về gọi là các cái món ăn. Còn food thì là thức ăn, đồ ăn. Dish thì là món ăn. Và course thì sẽ là để miêu tả là một, ví dụ như mình dùng từ main course thì sẽ mang nghĩa là bữa chính. Yeah. Ví dụ như là ở trong một cái bữa ăn chẳng hạn thì mình sẽ có cái món khai vị, appetizers, rồi món chính, main course, và cuối cùng đó là dessert, đúng không ạ? Đó là món tráng miệng. Đấy, thì main course sẽ là như vậy. Nhưng câu này mình sẽ dùng là một cái món ăn, câu này mình dùng từ gì nhỉ? Các
con comment giúp cô nhé. Món ăn ấy sẽ là dùng từ dish. Okay, very good. Nào, mình dùng từ dish đó, mình không dùng từ cuisine, được chưa? Mà hơn nữa là có từ ơ là một ấy, là phải dùng cái từ đếm được, sẽ là từ dish này. Ok chưa? Rồi, câu số 18 chọn đáp án gì? A traditional English breakfast consists of at least two eggs and several of bacon. Ở đây là nói về thịt muối, đúng không ạ? Bacon, thịt xông khói chứ ạ? Thịt xông khói thì bây giờ là cái thịt xông khói thì nó sẽ có nó gọi là một cái mảnh ấy, một cái mảnh thịt xông khói, mình biết là nó sẽ thành những cái mảnh dài dài như thế này đấy, đúng không ạ? Đấy, các con mường tượng ra không nhỉ? Hôm nay cô không có in được cái ảnh này ra. Đó là những cái dải dải mà cái dải thịt ấy. Đúng không ạ? Chắc là chúng ta cũng nhìn khá là nhiều lần rồi. Nó sẽ cũng có cái những cái hơi mỡ mỡ một tí này, rồi là nạc này. Cũng lại mỡ mỡ một tí xong nó thành dải dải như thế này. Đúng không ạ? Dùng cái dải dải đó rồi mình cho vào, có thể là cho vào bánh mì để ăn chẳng hạn. Người nước ngoài là họ rất hay ăn bánh mì vào bữa sáng. Ok, thế đây là một cái bữa sáng truyền thống của người Anh thì sẽ bao gồm ít nhất là hai quả trứng và những cái dải. Mà thịt xông khói này thì dải này dùng từ gì? Mà cái từ silver này thì sẽ mang nghĩa là mảnh vải, nó nghĩa là bạc hoặc là mảnh vải. Rashers là cái lát thịt muối hoặc là jambon. Cái này thì sẽ là dùng cho từ jambon nhá. Một cái lát jambon, được chưa? Đấy, một cái lát jambon nhá. Rồi cái từ slices của chúng ta sẽ là những cái lát, ví dụ như là mình dùng là một lát bánh mì chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng từ slice. Thế còn ở đây thì mình sẽ dùng cho cô từ strip nhé. Được chưa? Lúc này mình sẽ dùng cho cô từ đáp án C, slices của chúng ta đó là một cái lát, là lát bánh mì, hiểu không ạ? Đấy, một cái lát thì dùng slice hoặc một miếng bánh chẳng hạn, a slice of cake. Thế còn strip này có thể là một cái mảnh vải hoặc là một cái dải đất này. Thì trong câu này với lát thịt ấy thì sẽ dùng cho cô từ rasher. Này, từ rasher này. Đấy, câu này khó đúng không ạ? Cô nghĩ là câu này chưa chắc là các con đã gặp phải trong kỳ thi đâu. Mình có thể là biết qua thôi ạ. Được chưa? Để mình biết thêm kiến thức thôi. Rasher of bacon. Ok. Câu số 19. She worships the sun and she always spends her holiday in Greece. Ok. Nào cái cô này ấy, thì cô ấy tôn thờ mặt trời. Và vì thế cho nên là cô ấy luôn luôn dành cái kỳ nghỉ của mình ở Hy Lạp. Được chưa? Đây là theo kinh thánh ấy thì việc thờ cúng những cái mặt trời, mặt trăng này, rồi là tử vi này, vân vân này khác này thì đều là tội lỗi. Đấy, đều là tội lỗi nhá. Đấy, không được phép thờ cúng bất kỳ một cái gì khác, được chưa? Ngoài Chúa. Đấy, ở bên cô nhá thì mình chỉ thờ Chúa, là Chúa là duy nhất và không thờ thêm bất kỳ một thứ gì khác. Được chưa? Có nhiều người thờ cúng mặt trời, mặt trăng xong vì thế nên rất là tin những cái thứ tử vi ấy. Mà các cái kiểu tử vi gì à? nghe là tử vi khoa học đúng không ạ? Nhưng mà cô thấy là toàn sai bét. Mà tin vào cái đấy cuối cùng là chẳng ra đâu vào đâu. Cho nên là cô nghĩ rằng là các con không nên tin mặt trời, mặt trăng hay là tử vi thì làm gì cả. Nhạ, mình chỉ là cho vui thôi thì được đúng không ạ? Nào cô này chọn đáp án gì ạ? Cô ý thờ cúng mặt trời và gì đấy ạ? Accordingly là theo đó. Nevertheless là tuy nhiên, yet là ấy thế nhưng, và however cũng là tuy nhiên. Thì rõ ràng ở đây sẽ là vì thế đúng không? Vì thế hoặc là theo đó đúng không ạ? Thì chọn đáp án gì ạ? Đáp án A, đúng rồi. A, accordingly. Ok. Nào câu số 20 chúng ta chọn đáp án gì? 20. Bạn của Jane gọi cô ấy là một cái từ điển sống. Đúng không ạ? A walking encyclopedia. Bởi vì cô ấy có thể trả lời tất cả những câu hỏi về các cái gọi là các cái nhân vật lịch sử nổi tiếng đấy ạ. Nhân vật lịch sử đi ạ. Thì sẽ là từ gì rồi ạ? Nhân vật lịch sử, figures là nhân vật nhá. Nhân vật lịch sử sẽ là historical figures. Ở đây chúng ta có từ masquerade, chúng ta có biết là gì không ạ? Từ này có nghĩa là một cái dạ hội hóa trang đấy ạ. Masquerade, dạ hội hóa trang. Ok, nhớ từ này nhé. Masquerade. Rồi, funny là buồn cười, fancy thì là vui thích, nhưng không phải. Được chưa? Ok, very good. Các con comment nhiều thế, cô Vư rất là thích đấy ạ. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Hôm trước hình như có một số bạn bị mất fan cứng nữa đúng không? Mất fan cứng tại vì tội là không coi livestream. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta phải coi livestream nhé. Bài của mình rất là quan trọng. Nào, cái áo truyền thống
Nếu là áo váy, cái trang phục truyền thống cho người phụ nữ Ấn Độ ấy thì chính là sari, đúng không? Chính là cái này. Ok, cái mà sẽ không chỉ được mặc cho những dịp đặc biệt mà còn sử dụng hàng ngày nữa. Rồi, câu số 22, đó là trẻ con ấy thì thường rất là giỏi gì đấy ạ, hòa nhập vào một cái văn hóa mới. Nào, hòa nhập lúc này dùng từ gì? Những câu như câu này rất dễ thi trong đề thi của các con này. Chọn đáp án gì ạ? Comment câu xem, chọn đáp án gì ạ? Hòa nhập vào mà đi với giới từ into thì dùng từ gì đấy ạ? Mix là trộn, blend cũng là trộn lẫn, mingle cũng là trộn lẫn luôn, integrate là hội nhập. Mình sẽ chọn cái từ này, integrate. Đấy ạ, integrating into a new culture, hội nhập hoặc là hòa nhập vào một cái văn hóa mới. Ok nhá. Thế còn câu số 23 chọn đáp án gì? The of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. Nào, cái sức mạnh của nó là sức mạnh nhé, đúng không ạ? Mình chọn từ gì đấy ạ? Chắc chắn sẽ là từ power, đúng rồi. Sức mạnh của cái bản sắc văn hóa có thể là khuyến khích và có thể là gì đấy ạ? Động viên tất cả mọi người đoàn kết để chống lại một cái mối gì ạ? Một cái mối nguy hiểm chung. Chẳng thế mà khi mà có COVID-19, đúng không ạ? Thì đột nhiên là các quốc gia lại đoàn kết hơn, đúng không ạ? Đó. Khi mà thấy có một cái common danger thì lập tức là mọi người sẽ unite, đúng không ạ? Và đây là cái sức mạnh nhá. Đối với trong một quốc gia thì sức mạnh của bản sắc văn hóa rất là quan trọng. Như vậy, power, ok? The power of cultural identity. Cái này là chiến dịch, cái này là áp lực và cái này đó là cũng là sức lực, sức mạnh ấy. Nhưng mà là ép buộc thì không phải. Rồi, câu số 24. Câu số 24 đáp án gì? Trong một môi trường nơi mà mọi người chỉ nói tiếng Anh đấy và mặc gần như là quần áo giống hệt nhau thì cái bản sắc văn hóa của mỗi cá nhân thì có nguy cơ là bị gì đấy ạ? Bị phai nhạt đi, đúng không ạ? Thì sẽ chọn từ gì? Có nguy cơ là bị tuyệt chủng đấy ạ. Sẽ dùng từ gì ạ? Sẽ chọn từ die out. Nó die out nghĩa là tuyệt chủng nhá. Become extinct. Nó dwindle là co lại. Dwindle. Co lại. Fading thì là làm phai mờ đi, người ta hay dùng với giới từ away, fade away. Và nhạt đi, phai nhạt đi. Reduce là cắt giảm. Thì câu này với từ out thì mình dùng dying out, có nghĩa là sẽ bị mất đi. Ok chưa? Very good. Câu số 25 làm sao ạ? Toàn cầu hóa, globalization là gì đấy? Nhưng mà tuy nhiên vẫn rất là cần thiết cho mỗi người là đấy, nhìn thấy maintain chưa? Là phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của mình. Thì ở đây là toàn cầu hóa thì làm sao? Attainable tức là có thể đạt tới. Inevitable là không thể tránh được. Presumable là có thể đoán chừng hoặc là có thể đoán được. Reliable, cái này là reliable tức là đáng tin cậy. Chúng ta sẽ bỏ cho cô đầu tiên này đi. Reliable tức là đáng tin cậy. Dạ, thì câu này thì hợp lý nhất là mình sẽ chọn từ gì ạ? Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Cô thấy các bạn làm đúng rồi đấy ạ. Đáp án đúng của cô Phương cho câu đáp án này sẽ là đáp án B. Toàn cầu hóa thì là tất yếu nhá. Tất yếu, được chưa? Rồi câu số 26 các con chọn đáp án gì nào? Cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa như thế là cũng có cả preserving chưa? Cũng có luôn nhé, lúc nãy cô cũng nói rồi đúng không ạ? Nhưng mà mình dùng cái từ maintain thì nó hay hơn thôi ạ. Dùng nhiều hơn nào. Cái việc và gọi là bảo tồn ấy, bản sắc văn hóa, đúng không ạ? Thì có thể gì đấy, cái sự thịnh vượng của một quốc gia thì có thể gì ạ? Có thể gì? Profit. Profit là làm lợi ích cho. Interest là làm thích thú. Charge là tính tiền, đúng không ạ? Và guarantee nghĩa là đảm bảo. Thì cái việc bảo tồn cái bản sắc văn hóa thì sẽ đảm bảo, đúng không? Có thể đảm bảo cái sự thịnh vượng của một cái quốc gia, đúng chưa? Cho nên mình sẽ chọn đáp án đúng câu này là đáp án D, đúng rồi. Đáp án D nhá. Cô thấy là những cái bài như này thì có bạn làm đúng, có bạn làm sai. Chúng ta hãy test nhân phẩm của mình đi ạ. Ok, này câu giữa 27 là gì? Ông tôi thì là một gì đấy ạ? Gọi là gì? Mình có một cái cụm luôn đấy ạ. Đó là ông ấy trông thì là một cái người rất là ngọt ngào, nhưng mà thực ra thì lại rất là đê tiện. Ok, người này hơi quá quắt một tí khi kể về ông mình như thế này, đúng không ạ? Nào, bây giờ mình có thể chuyển là cái người đàn ông kia đi. Người đàn ông kia thì là gọi là cái câu này ấy, nó là một cái idiom các con ạ. Nó có nghĩa là thú đội lốt người. Đấy chứ ạ? Là một con cáo mà trong cái áo của một con cừu đấy ạ. Con cừu chúng ta biết là rất là lành, đúng không ạ? Nhưng mà đây lại là con cáo ở trong áo của một con cừu thì sẽ là gì đấy ạ? Mình không dùng từ clothes mà mình dùng cho cô từ clothing nhá. Cả cái cụm luôn đấy.
đó là mặt người dạ thú, được chưa? Đấy, thú đội lốt người đấy, được chưa? Ok, một cái idiom nhá. Rồi, câu số 28, đáp án gì? In a long history, áo dài, the Vietnamese national dress enhanced the charming of Vietnamese girls thanks to its unique looking. Nào, trong một cái quãng thời gian rất là dài thì áo dài là áo truyền thống của Việt Nam đấy ạ. Thì làm sao đấy ạ? Là đã làm tăng thêm cái vẻ đẹp hấp dẫn của các cô gái Việt Nam. Thì vẻ đẹp sẽ là từ gì thôi ạ? The charming beauty, đúng không ạ? Charming beauty, ok, vẻ đẹp hấp dẫn nhá, quyến rũ. Câu số 29 đáp án gì các con nhỉ? Dr. Martin Luther King, đúng không ạ? Fought là đấu tranh này, to put an end to là đấu tranh để mà đặt một cái dấu chấm hết cho cái gì, racial gì đấy in the United States. Đấy, đó là cái sự phân biệt chủng tộc, đúng không ạ? Sự phân biệt chủng tộc của chúng ta sẽ là racial discrimination. Cái từ này nó sẽ bằng với từ discrimination. Thì sẽ là từ gì? Các con có biết không? Từ gì trong số 4 từ này ạ? Integration đó là cái sự hợp nhất, đúng không ạ? Education là giáo dục. Torture mình học rồi đấy. Torture có nghĩa là tra tấn, đúng không nhỉ? Tra tấn nhá. Và đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án D. Segregation đó là sự phân biệt chủng tộc. Nó sẽ bằng với lại là discrimination. Được chưa? Còn câu số 30 thì sao? Vietnamese music is extremely diverse, including quan họ, dân ca, ca trù, chầu văn and others. Nào, đây chắc chắn nó sẽ là nhạc dân gian rồi, đúng không ạ? Nhạc dân gian thì sẽ là folk gì nhỉ? Folk music, đúng rồi. Đó, folk music, folk song, những cái bài hát dân gian, đúng chưa? Ok, very good. Tiếp tục. Câu số 31 nào các con? This is a handy guide to the management culture. Thì ở đây nó là một cái hướng dẫn rất là hữu ích ạ. Người ta dùng từ handy trong cái tình huống này. Ok, handy nó sẽ là một cái hướng dẫn gọi là rất là, nó có nhiều nghĩa. Cái từ handy này thì nó có nhiều nghĩa, trong đó có thể là mang nghĩa là dễ cầm, dễ sử dụng, được chưa? Là nghĩa đen, nghĩa bóng thì sẽ mang nghĩa là hữu ích, được chưa? Đó. Nhá, nhớ giúp cô cái từ này, handy. Yeah, dễ cầm, dễ sử dụng mà còn có nghĩa là tiện, hữu ích, một cái hướng dẫn rất là hữu ích cho cái văn hóa quản lý ở cái quốc gia mà với quốc gia đó là chúng ta làm cái việc kinh doanh với họ. Thì với từ business thì collocation của chúng ta chắc chắn sẽ là do business with, đúng không ạ? Collocation của chúng ta chính là làm ăn kinh doanh với ai, người ta sẽ dùng từ do business with, làm ăn kinh doanh với ai. Được chưa? Cho nên câu này chọn đáp đúng cho cô là đáp án B. Very good. Thế còn câu 32 gì đây ạ? Some ethnic groups have strange cultural such as walking on fire to prevent natural disasters. Một vài nhóm dân tộc thiểu số thì có những cái gọi là có cái gì đấy ạ? Văn hóa kỳ lạ, đúng không ạ? Có thể nói là một số những cái hành vi ấy. Người ta có thể dùng thêm một cái từ khác nữa, đó là từ behaviors, đúng không ạ? Những cái hành động, hành vi ấy, những cái hành vi về văn hóa rất là kỳ lạ. Chẳng hạn là đi trên đống lửa để mà ngăn chặn thiên tai chẳng hạn, đúng không ạ? Ngăn ngừa thiên tai chẳng hạn. Thì ở đây sẽ là cái sự khác biệt về niềm tin và đức tin của mỗi người thôi, đúng không ạ? Thì ở đây là những cái nhóm dân tộc thiểu số nhá, ethnic, được chưa? Đó. Thì họ có một cái gọi là một những cái hành vi về văn hóa, đúng không ạ? Thì ở chỗ này sẽ dùng cho cô từ cultural gì? Những cái hành vi ấy ạ. Mình sẽ dùng cho cô từ practices nhá. Cultural practices, những cái hành vi về văn hóa. Nào, orders là những cái lệnh, đúng không ạ? Turns là lượt, đúng chưa? Lượt nhá. Đến lượt tôi này, that's my turn. Place là nơi, còn practice là những cái hành vi, hành động. Những cái hành vi của các cái công ty chẳng hạn là những cái hành vi xấu, như là may giả khẩu trang chẳng hạn, là những cái rất là bad practices. Ví dụ như vậy. Thì ở đây mình có sẽ là cultural practices, những cái hành vi về văn hóa. Ok, thế còn câu 33 đáp án gì nhỉ? Singapore là không có cái trang phục dân tộc. Sẽ là trang phục dân tộc mình sẽ dùng từ gì nhỉ? National gì nhỉ? National gì ạ? National costume. Ok, nó là cả một cái cụm luôn rồi, đúng chưa ạ? Đúng chưa ạ? Ok, national costume, wow. Bạn Vũ Thu là làm giỏi thế ạ.
Đó, rồi. Nào, mình có này, natural costume, đấy chưa? Đó là cái trang phục dân tộc. Bởi vì là mọi người là đến từ những cái nhóm dân tộc khác nhau là thường là sẽ mặc cái chuyện cái quần áo của riêng họ, đúng không ạ? Nên là không có national costume. Ok, đó là một cụm rồi nhá, khỏi phải nói đến này. Câu 34 đáp án gì? The taste and smell of your favorite dishes from your home country can bring good memories. Đó là những cái vị và cái mùi hương từ những cái món ăn yêu thích từ cái quốc gia của bạn ấy có thể mang lại những cái mang có thể là gợi nhắc lại thì sẽ là bring gì nhỉ? Gợi nhắc lại sẽ là bring back, đúng rồi. Gợi nhắc lại, bring back. Đấy, mang lại, gợi lại những cái ký ức tốt đẹp từ cái thời thơ ấu của bạn hoặc là trong cái quá khứ của bạn, đúng chưa? Bây giờ một người ở nước ngoài rất là lâu rồi ấy thì á gọi là gì ạ? Về đến nhà là chỉ có ngấu nghiến đi ăn phở thôi, đúng không ạ? Và các con biết rằng là phở ở Việt Nam ngon nhất là phở ở đâu không ạ? Phở Hà Nội hả? Không, ngon nhất ở đây đó là phở Nam Định nấu tại Hà Nội nhá. Cô Phư thì đi khắp nơi ăn phở rồi ạ. Cho nên là cô có thể khẳng định với các con rằng là ngon nhất chính là phở Nam Định và ăn ở Hà Nội nhá. Thế nó là ngon nhất là món phở này. À, sau này nếu như cô Phư đi nước ngoài ấy, thì cô Phư chắc chắn là sẽ rất là nhớ món phở này, đúng không ạ? Nào cô số 35 đáp án gì? có rất là nhiều bạn lo cô Phư đi nước ngoài hả? Không lo đâu ạ. Cô Phư đi đâu mà chẳng dạy các con được, đúng không? Với cả cô còn lâu mới đi, yên tâm đi ạ. Ok, now free traditional and classical music performances at airports in a bid to better the country's tourism image. Ở đây đó là gì đây ạ? Đó là những cái buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và nhạc truyền thống và cổ điển miễn phí ở sân bay, đúng không ạ? Đấy, là trong một cái nỗ lực in a bid, lúc này sẽ giống như là in an attempt, đúng không ạ? Trong một cái nỗ lực để mà cái gì đấy tốt hơn, đúng không ạ? Phát huy tốt hơn nữa cái hình ảnh du lịch của quốc gia, đúng không ạ? Thì đây sẽ chính là quảng bá thôi, đúng không? Bao giờ người ta dùng từ quảng bá cái hình ảnh không? Quảng bá dùng từ gì? Possess là sở hữu, promote là cái đáp án đúng này, đúng rồi ạ. Promote, chúng ta test nhân phẩm hôm nay hơi bị tốt đấy, đúng không ạ? Win, chiến thắng và achieve đạt được thì không phải. Câu 36 đáp án gì? One of his favorite movie stars will be starring in a film about the Vietnam War. Ở đây chắc chắn là sẽ là gì rồi ạ? Một trong những ngôi sao điện ảnh yêu thích của anh ta sẽ là đóng phim ấy, tham gia trong một cái bộ phim gì? Bộ phim sắp tới. Bộ phim sắp tới sẽ là đáp án gì rồi ạ? Sẽ là upcoming, đúng chưa? Upcoming là sắp tới, đúng chưa? Đấy. Overcome là vượt qua nhé. Đấy, upcome là sắp tới. Đấy. Over là gì? Upcoming film. Đấy, trong một cái bộ phim sắp tới. Câu 37 đáp án gì? The school uses a of modern and traditional methods for teaching reading. Đó là trường học sử dụng một cái gì đấy thì đây sẽ là một cái gì? Action là hành động, union là hiệp hội, connection là kết nối và combination là kết hợp, chắc chắn sẽ là gì rồi? Chắc chắn là combination rồi, đúng không ạ? Đó là cái sự kết hợp giữa cái phương pháp truyền thống và hiện đại. Đúng chưa? Ok nhá. À, truyền thống và hiện đại để dạy đọc hiểu. Câu số 38 đáp án gì? Maintaining cultural identity is vital for the different languages. Nào, cái việc mà giữ gìn bản sắc văn hóa là rất quan trọng để mà cái gì đấy, cái ngôn ngữ khác nhau, đúng không? Như là festival, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live. Đó, nó là một quan trọng để làm gì? Endure của chúng ta đó là chịu đựng. Extend là kéo dài, prolong cũng là kéo dài và preserve thì nghĩa là gìn giữ và bảo vệ, đúng không? Thì cái này hợp lý nhất là mình sẽ chọn từ bảo vệ luôn, gìn giữ bảo vệ luôn, đúng không ạ? Bảo vệ những cái ngôn ngữ khác nhau, được chưa? Gìn giữ những cái văn hóa khác nhau. Đây, cái này là kéo dài nha, không phải, được chưa? À, thế đây là gìn giữ những cái văn hóa khác nhau, festival, nhạc, niềm tin, văn hóa, vân vân, để những cái thứ mà làm cho thế giới của chúng ta là một cái nơi thú vị để sống, được chưa? Ở câu 39, chọn đáp án gì? Like áo dài, kimono, hanbok help preserve a country's heritage and educate people about the history. Chắc chắn sẽ lại là gì rồi ạ? Cái này chính là những cái trang phục dân tộc, đúng không? Thì sẽ là đáp án gì rồi? Chắc chắn sẽ là
natural custom. Là lặp lại lần thứ hai trong cái tên này của chúng ta là có cái từ này rồi, đúng chưa? Ok, rồi 11 câu nữa nhé. Câu 40. You can ask Martin anything about history. He actually has quite a good for facts. Anh ta có một cái kiến thức đúng không ạ? Anh ta là sẽ có gì đây ạ? Bạn có thể hỏi Martin bất cứ điều gì anh ta có khả năng đấy. Cái khả năng ghi nhớ ạ. Knowledge là từ không đếm được. Ở đây mình có mạo từ ấy ạ. Đấy chưa ạ? Mà understanding với knowledge là không đếm được. Còn head là cái đầu. Ok chưa ạ? Thì câu này ấy, thì nó là một cái idiom rồi. Mặc dù the ability nghe cũng có vẻ ổn, nhưng mà cái idiom của cô ấy đó là have a good head. Have a good head for something là có một cái đầu, có khả năng thiên bẩm cho cái gì đấy ạ? Có một cái đầu tốt cho cái việc gì đấy chưa ạ? Có một cái khả năng thiên bẩm cho những cái sự kiện. Cho nên là mà có thể hỏi Martin bất kỳ điều gì về lịch sử, đúng không ạ? Có một số người là có khả năng thiên bẩm về memorization, cái sự ghi nhớ, đúng không nhỉ? Chính vì thế nên là các con có xem cái chương trình Trí tuệ Việt Nam không? Có thấy là gọi là siêu trí tuệ không ạ? Kinh khủng, đúng không ạ? Ok, đấy, cái cụm này nhá, have a good head for something, idiom đấy ạ. Idiom này rất dễ thi nhá. Thi vào là chúng ta sẽ cảm thấy yêu thích những cái tiết này của cô Phư thêm gấp bội đấy, đúng không nhỉ? Câu 41 đáp án gì? With its various activities, the camp has set up a stronger regional identity by raising youths. Chắc chắn là gì? Cái cụm của chúng ta bao giờ cũng sẽ là raise the, làm tăng cái nhận thức ấy ạ. Thì sẽ là raise gì nhỉ? Raise the awareness. Đúng chưa? Chắc chắn sẽ là raise the awareness. Đáp án đúng câu này sẽ là awareness. Bởi vì đây sẽ là với các hoạt động khác nhau thì cái camps này nó đã thiết lập nên một cái bản sắc vùng mạnh mẽ hơn bằng cách là tăng cái nhận thức của giới trẻ về cái lịch sử và bản sắc của Đông Nam Á. Được chưa? Very good. Câu 42 nào. In a new culture, many embarrassing situations occur, a misunderstanding. Ở một cái nền văn hóa mới, nhiều tình huống ngượng ngùng xảy ra ấy. Gì đấy ạ? Xảy ra làm sao đây ạ? Là xảy ra ở đây là gì đấy ạ? Xảy ra bởi vì, đúng không ạ? Xảy ra là bởi vì, đúng không ạ? Thì chọn đáp án gì thôi ạ? Bởi vì một cái sự hiểu nhầm đấy. Thì bởi vì ở đây mình sẽ lựa chọn là because of, occur because of a misunderstanding, đúng không ạ? Mình không dùng for hay là because hay là of được, đúng không ạ? Câu 43 nào. Many crafts such as weaving are now being revived. Đó là rất là nhiều những cái nghề thủ công truyền thống đấy ạ, chẳng hạn như là dệt chẳng hạn, thì bây giờ là đang được hồi sinh. Bây giờ người ta rất là thích những cái đồ dệt tay, đúng không ạ? Handmade này khác, đúng không? Thì đây là những cái đồ thủ công truyền thống sẽ là gì đây ạ? Traditional craft, thủ công truyền thống. Customary là theo lệ thường, habitual là thường lệ, và ordinary có nghĩa là bình thường, thì cái này là traditional. Ok, câu 44 nào. Cultural diversity is important because most countries, workplace and schools increasingly of various cultures, racial and ethnic groups. Đây sẽ là gì? Include thì không đi với of rồi, đúng không ạ? Contain cũng không đi với of. Chỗ này chắc chắn là chỉ có consist đi với of thôi, đúng không? Consist of, đấy, bao gồm, yeah. Bao gồm nó bằng với include, đúng không ạ? Sự đa dạng văn hóa thì rất là quan trọng, bởi vì hầu hết các quốc gia, các nơi làm việc và trường học thì đều ngày càng là sẽ bao gồm nhiều cái văn hóa và chủng tộc khác nhau, chủng tộc, dân tộc khác nhau, đúng chưa? Câu 45. Rất nhiều người bây giờ đang phản đối cái gì? Objective, đúng chưa? Objective marriage, đúng chưa? Ở đây mình có một cái từ đó là hôn nhân hợp đồng, đúng không? Cái mà được quyết định là bởi bố mẹ của cô dâu và chú rể, tức là hai bên là các cụ là ok, chúng ta sẽ hợp đồng với nhau là con tôi với con ông là sẽ thành thân, đúng không? Thì ở đây sẽ là hôn nhân hợp đồng đấy, sẽ là gì ấy ạ? Contractual marriage, đúng rồi, contractual marriage nhá, hôn nhân theo hợp đồng, theo thỏa thuận của người khác chứ không phải là do tình yêu thật sự, đúng không? Ok, thế còn câu 46 chọn đáp án gì nhỉ? When Tet holiday comes, Vietnamese people often feel inclined to their houses. Nào, do gì nhỉ? Do gì nhỉ? Ở đây mình có một số cái từ do này. Do up thì sẽ mang nghĩa là trang trí trang hoàng nhà cửa. Redecorate, đấy chưa? Đây là trang trí trang hoàng lại nhà cửa nhá. Do through
không có cái này. Do over thì nó nghĩa là làm lại, và do in thì nó mang nghĩa là bắt, bắt ai đấy ạ, bắt ai cho vào tù, bắt ai cho vào tù nhá. Thì với cái câu phrasal verb này, các con sẽ lựa chọn đáp án đúng hợp lý nhất ở đây sẽ là đáp án A thôi, đúng không? Khi mà ngày Tết đến thì người Việt Nam là thường là có xu hướng, đúng không ạ? Inclined, có xu hướng là đi trang trí nhà cửa. Ok, thế còn câu số 47 đáp án gì nhỉ? The International Red Cross helps people in need without any discrimination based on. Ở đây có một loạt các cái danh từ được liệt kê ở đây. Thì rõ ràng đây chúng ta sẽ cần một cái danh từ thôi, đúng không ạ? Thì câu từ loại này các con sẽ lựa chọn danh từ là từ gì rồi? Cái này là tính, cái này là trạng, cái này là danh, cái này là tính. Vậy chọn C đúng không ạ? Và danh từ nationality mang nghĩa là quốc tịch. Ok, nào, Hiệp hội Chữ thập đỏ Thế giới giúp đỡ mọi người mà đang có hoàn cảnh khó khăn đấy ạ, mà không có bất kỳ một cái sự phân biệt chủng tộc nào đấy, dựa trên này, dựa trên nhá, dựa trên quốc tịch, dựa trên tôn giáo đấy, dựa trên các cái chủng tộc, tầng lớp và những cái tư tưởng chính trị. Ok, alright, nào, câu 48 của chúng ta sẽ là culture gì nhỉ? Culture is always is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture. Tức là ở đây cũng vẫn là bản sắc văn hóa thôi. Đấy, thử được hiểu đây như là cái cảm giác là mình thuộc về một cái nhóm nào đó. Đúng không? Thì đây sẽ là identity. Very good. Bản sắc văn hóa. Đúng chưa? Mình không chọn những cái từ còn lại đâu. Đúng không? Ok. Nào, ở đây mình có từ surety là... là gì các con có biết không? Cái này có nghĩa là người bảo đảm. Đó, identification có nghĩa là cái sự nhận diện ấy, phát hiện và nhận diện. Ok, cái này không đúng nhá. Nào, còn hai câu nữa nào. Comment không nhanh là cô Phư làm mất mất này, cô Phư tranh mất luôn đây này. Festival thì có rất là nhiều những cái điểm tham quan, nhớ ạ, attractions. Nhớ từ này nữa nhé. Nó sẽ bao gồm cả những cái dàn nhạc gọi là đương đại. Contemporary cũng là một từ cần phải nhớ này, là đương đại này, thấy chưa? Và có cả một cái opera nữa. Gì đấy là cũng sẽ có đọc thơ và có cả nhạc kịch sân khấu nữa, thì chứng tỏ đây là hơn nữa, đúng không? Hơn nữa, chọn cái trạng từ liên kết gì đấy ạ? Otherwise nghĩa là nếu không thì, furthermore nghĩa là thêm nữa này, chọn từ này. Mình có thể dùng từ furthermore hoặc là từ moreover đều được, thấy chưa? Furthermore hoặc là moreover. Thì dạ, hơn nữa nhá. Nevertheless có nghĩa là tuy nhiên, và cái này là mặt khác thì không phải. Đây là hơn nữa bởi vì nó có cái này và hơn nữa còn có cái này và cái này nữa. Được chưa? Rồi, câu cuối cùng. The games really became a festival that impressed sportsy, sportsy nhá. Đây là một cái cụm danh từ đấy ạ. Đó là những cái người hâm mộ thể thao. Người hâm mộ, người đam mê đấy ạ. Thì đáp án nào trong câu từ loại này các con nhỉ? Người hâm mộ sẽ là sports enthusiasts. Ok, cái này đó là sự hâm mộ. Cái enthuse này thì có nghĩa là động từ làm cho đam mê. Enthuse và enthusiastic có nghĩa là tính từ nhiệt tình, đúng chưa? Ở đây nếu như mình nói rằng là cô Phư là một giáo viên rất là enthusiastic, đúng không ạ? Thì các con sẽ cho mấy điểm cho sự enthusiasm của cô Phư nhỉ? Cho mấy điểm ạ? Comment đi ạ. Wow, 100 điểm, 10 điểm, 100 điểm. Ok, vậy cô Phư cảm ơn tất cả các con ha. Cô Phư phải cảm ơn các con mới đúng, bởi vì các con đã, chính các con đã là cái ngọn lửa để khiến cho cô rất là yêu thích cái công việc của mình, và khiến cho cô Phư có thể nhiệt tình đến như vậy là bởi vì nhờ các con, là các con chăm học, các con comment nhiều, đúng không ạ? Các con chăm học, đó chính là cái chính nhá. Thì ở đây cô Phư có cái bộ từ vựng cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ đọc một lượt trước khi mình kết thúc, đồng ý không ạ? Nhanh thôi nhá. Đọc cùng với cô này, đọc cùng với cô để chúng ta có thể dễ nhớ hơn cái bài này. Rồi, hãy nhớ hơn cái bài này. Thấy chưa? Này, các con nhìn ở cạnh cô là có một cái sập đấy. Này, là những cái bài mình đã chữa rồi ấy. Các con nhìn thấy không? Nhiều không ạ? Kinh khủng không? Đấy, toàn là bài cô Phư chữa rồi, xong chữa xong là để ở đây đấy. Các con nhìn thấy kinh khủng chưa? Không biết là có bao nhiêu bạn là in bài của cô Phư già chắc chắn là thừa để mà học rồi, đúng không ạ? Mình không cần phải mua thêm cái sách gì đâu. Chỉ cần là các con học khóa của cô với học bài của cô thôi là cô nghĩ là giỏi lắm rồi. Không cần đọc thêm ở đâu mà cũng không cần phải thêm cái sách gì nữa.
Được chưa? Cô khẳng định chắc chắn là các con chỉ cần học cô là đủ. Ok chưa? Nào, bây giờ nhìn vào đây chúng ta sẽ cùng đọc với cô Phư 80 từ xong là mình kết thúc nha. Nào, assign, assimilate, assimilation, associate, assume, difference, make a difference between, có nghĩa là tạo ra cái sự khác biệt giữa cái gì, to split the difference, tức là lấy cái số trung bình, nghĩa là chia đôi cái sự khác biệt đấy ạ, change, change for, alteration, diversity, variety, multifarious, multifarious, multipliable, defend, peaceful, energetic, outstanding, belief in, beyond belief, in the belief that, testament, heritage, cultural heritage, inheritance, contribute, devote, in addition to, cuisine, course, sever, rasher, slice, stripped, historical, masquerade. Từ này nhớ trọng âm giúp cô là rơi vào âm tiết thứ ba này. Masquerade, integrate, integration, mingle, campaign, pressure, attainable. Từ này là trọng âm phải vào chữ thên nhé. Attainable, inevitable, presumable, reliable, profit, do something for profit, make a good profit, interest, make interest with somebody, charge, free of charge, guarantee, wolf, a wolf in sheep's clothing, charming beauty, torture, segregation, racial segregation, gospel, to do business with somebody, cultural practices, bring out, bring back, starring in an upcoming film, national custom, to have a good head for something, have an ability to do something, raise one's awareness, set up, institute, found. In recognition of traditional craft, customary, habitual, contractual marriage, sacrifice, to do up, do over, do in, cultural identity, identification. Okay? Alright. Oh, con từ này nữa hả? Multiple, multicultural, reconcile, unify, absent-minded, narrow-minded, open-minded, single-minded, be unfamiliar with, philosopher, sage, delegation, solidarity, reserve, conserve, maintain. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cái tiết ngày hôm nay rồi. Không biết là các con có hiểu bài không ạ? Bài từ vựng rất là quan trọng, mở rộng thêm cái chương trình sách giáo khoa cực kỳ là dễ trúng tủ trong đề thi của chúng ta. Vì thế cho nên là các con hãy học thật là kỹ, giúp cô Phư, bạn nào cần xin cái bộ tài liệu này ạ. Thì chúng ta sẽ xem ở trên page này nhé, cô Phư sẽ đăng tặng cho các con sau cái buổi live ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái buổi học sau, đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ gặp nhau nhé trong những buổi học sau. Cô Phư chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con.